Thôi cho các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở khu vực quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại đây công ty Louis có thiết kế thi công một căn nhà phố. Và cái dự án này được thực hiện vào năm ngoái và hiện tại năm nay đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn xem căn nhà phố này đã, khi đã hoàn thiện rồi ha. Rồi, căn nhà phố đây. Và cái ấn tượng đầu tiên của mình về ngôi nhà này là nó quá cao các bạn. Từ dưới đây nhìn lên là mỗi cổ chắc là nó là đại ca cao sớm luôn rồi. Rồi sẵn nói về chiều cao á, thì mình cung cấp cho các bạn một số thông tin, đó là cái ngôi nhà này cao đến 7 tầng các bạn. 7 tầng là tầng nổi hết, không hề có tầng hầm. Còn về chiều rộng của ngôi nhà thì nó rơi vào tầm khoảng 3.9 tới 4 mét. Thì đây là một cái kích thước phổ biến thường thấy ở những ngôi nhà phố nhà ông ở tại Việt Nam đó các bạn. Rồi hiện mình đã đứng ở bên trong của ngôi nhà phố này rồi. Thì ở phần thân dưới của ngôi nhà này thì các bạn thấy cũng đang được ốp đá hoa cương ha, đá hoa cương màu tối. Còn ngay bên trên đó là một cái mái lam sắt. Thì cái mái lam sắt này có công dụng là ngoài việc lấy sáng cho khoảng sân ở phía trước ra thì nó còn sẽ bảo vệ chống trộm đột nhập vô nhà ha các bạn. Vừa bước vào khu vực bên trong của nhà sẽ là chỗ để xe, là gara. Bạn có thể thấy là ở đây để vừa một chiếc ô tô 7 chỗ các bạn, còn có thể để thêm một vài chiếc xe máy ở đây nữa. Rồi đi vô bên trong thì sẽ thấy được một cái quý giá nhất của tòa nhà này sẽ là cái thang máy. Đối với một tòa nhà cao tới 7 tầng như vậy thì cái thang máy là một cái gì đó rất là hữu ích. Tại vì bạn thử tưởng tượng nếu ngày nào cũng lội leo lên 5-6 tầng lầu mà đi bộ không thì chỉ có rụng giò thôi. Thang máy này của hãng nào đây? À, Schindler. Đây là một cái thương hiệu thang máy đến từ Thụy Sĩ ha các bạn. Thụy Sĩ sản xuất đồng hồ thì xịn rồi, còn thang máy thì mình không biết, mình không có rành về mảng này lắm. Nhưng mình nghĩ những sản phẩm đến từ châu Âu thì sẽ có chất lượng khá là tốt. Ngay kế bên thang máy sẽ là một cái phòng vệ sinh nhỏ nhỏ các bạn. Đây là cái không gian mà tận dụng cái ở khu vực ở bên dưới cầu thang. Này các bạn thấy nó hơi thấp một chút. Tuy là nó không được rộng lớn nhưng mà cũng trang bị đầy đủ, có máy nước nóng luôn nè. Tận dụng tối đa không gian luôn hả các bạn. Rồi giờ mình ra bên ngoài để tiến lên mấy cái tầng trên xem mấy phòng khác thế nào. Cầu thang bé bé xinh xinh, nói chung là vừa đủ đi. Rồi bước lên đây sẽ là tầng lửng. Tầng lửng sẽ là khu vực của phòng bếp và phòng ăn các bạn. Vừa nhìn vô đã thấy rồi, nguyên cái bộ bếp bằng gỗ rất là đẹp luôn. Theo kinh nghiệm của mình thì đây sẽ là gỗ tự nhiên. Ở đây có cái kệ bằng inox để ly chén ướt là cũng hay quá nè. Thời điểm mình vào ngôi nhà này là nó như là mới vừa dọn vệ sinh công nghiệp xong luôn, là mình ập vô rồi. Thì nói chung là đồ đạc nội thất vẫn chưa dọn vô nhiều. Đó, như các bạn thấy là tủ bếp vẫn còn đang lắp ráp ha. Đang mua một số thiết bị phòng bếp như tủ lạnh, lò nướng, lò vi ba. Chắc trong tuần sau là có thể dọn vô ở thoải mái. Từ phòng bếp tiến vô sâu hơn một chút sẽ là phòng ăn. Đây mình thấy một cái bàn ăn bằng gỗ nguyên khối rất là bự ở đây. Ngoài này thì có hệ cửa sổ lấy sáng rất là mạnh ha các bạn. Hiện phòng ăn thì mình chỉ thấy có mỗi đại diện là một cái bàn này thôi. Còn bộ ghế thì chắc còn đang chờ vận chuyển về. Thì đại loại là cứ đứng bên kia nấu nướng các thứ, các đồ ăn các kiểu xong rồi bước đem đồ ăn ở đây ngồi ăn chung với nhau. Rất là gọn ha, một tầng chuyên dành để ăn uống. Rồi giờ theo mình đi lên thử cho các tầng trên coi các phòng ở trên thế nào. Bây giờ đồ đạc hơi ngổn ngang chút. Giờ mình sẽ bắt đầu tiến đi lên trên tầng 1 ha các bạn. Hồi nãy là tầng lửng là khu vực bếp phòng ăn.
Tầng 1 này sẽ là khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên. Khi bước vô sẽ là một cái gian. Ở đây mình nghĩ sẽ có bộ sofa đây nè. Để mình mở đèn lên. Có cái tủ ở đây. Một không gian. Đồ gỗ đây chắc đặt cùng một nơi nên nhìn rất là đồng bộ hả các bạn. Từ kiểu dáng tới màu gỗ. Đây là toilet riêng, toilet và phòng tắm luôn, tích hợp luôn. Toilet thì gạch ốp lên tới trần luôn, chống thấm. Có hai hệ thống vòi phun hoa sen. Mình để ý thấy cái ba cái luôn chứ. Wow. Nhà này tuy là nhà phố nhưng xài bồn cầu thông minh nha các bạn. Xịt rửa tự động, các chế độ luôn nè. Vip 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 vip. Phải nói mình khá là thích cách anh chị chủ nhà phân bổ và chi tiêu cho nhà của mình đó các bạn. Đó là mình thấy là các anh chị đã chọn cho mình một cái thiết kế ngoại thất đơn giản, không cầu kỳ. Để từ đó mà dùng cái tài chính vào cái phần nội thất. Mua cho mình những trang thiết bị tân tiến và hiện đại. Đó. Điển hình là cái bồn cầu này đây. Mình á, phải nói cũng đi nhiều nhà rồi. Đã từng vào nhiều căn nhà to và bự hơn. Nhưng trong đó chỉ có bồn cầu giật cơ xả nước bình thường thôi các bạn. Còn đằng này mình vào đây mình thấy hẳn nguyên một cái bồn cầu thông minh xịn sò. Thì phải nói là mình quá ngạc nhiên luôn. Rồi, phòng ngủ đơn giản. Một cái giường, một cái bàn, tivi. Có thể là do mình tới hơi sớm nên chưa dọn đồ về nhiều. Nhưng mình nghĩ nhiêu đây thôi cũng đủ xài. Nước ra ngoài. Sẽ nhìn được cái đường lúc mà mình mới vào, bước vào đây. Có hệ cửa sổ gập mở nè. Cửa sổ này bằng nhựa trong ha. Đó. Cũng hay hay. Với cái chất liệu này thì lúc nào nếu ban ngày lúc nào cũng thấy ánh sáng, nhận được ánh sáng ha các bạn. Đó, các bạn để ý. Cái này là mình chưa mở đèn nha. Chưa mở đèn mà ánh sáng trong phòng nó như vậy rồi. Rồi tiếp theo mình đi ra, mình đi lên tiếp trên những tầng trên. Cái này là do mình đi review, mình đi quay, mình mới phải ráng loại bộ các bạn thấy, chứ không bình thường chắc mình phải đi bấm thang máy cho đỡ cực. Phòng thứ hai cũng y vậy luôn, chỉ có khác cái màu sơn tường thôi. À, cũng là một không gian có toilet riêng giống như phòng bên dưới. Cái này là mình xin nhắc lại là đây là một ngôi nhà phố được xây cho nhiều gia đình cùng ở chung hả các bạn. Và mỗi cái căn phòng, mỗi cái phòng ngủ như vậy nó giống như một cái căn hộ mini. À, mỗi tầng như vậy là một, có thể một gia đình ở với đầy đủ tiện nghi luôn. Phòng ngủ, phòng tắm, nhà vệ sinh riêng. Đây. Đó. Nói chung là bố cục thì nó y chang nhau. Đó chị. Ví dụ như người này thích màu này thì người kia thích màu khác. Ở dưới là màu xanh, xanh lá thì lên đây là màu vàng kem. Còn đồ gỗ thì thấy có vẻ đặt từ một chỗ lên đồng bộ. Mình mở thử thấy có hệ thống đèn âm trần này cũng khá đẹp nè các bạn. Nhìn nó đi theo cái trần cũng hay hay. Nhìn không gian cũng khá là chill. Rồi. Này chắc mình cũng đi lướt lướt nhanh thôi tại vì nhìn nó giống giống nhau quá. Lên tầng trên coi nó có giống gì nữa không. Căn nhà này tới 7 tầng luôn nha các bạn.
Mình hiện đang ở tầng này là nếu tính theo số tầng là tầng 4 rồi. Bây giờ mình lên tầng 5 nè. Mình được review tầng trệt, tầng lửng, tầng 1, tầng 2 và này là tầng thứ 3. Ở đây có một cái không gian giống như là phòng sinh hoạt chung, có một cái bộ ghế và bàn à. Ở đây chắc là để ăn bánh uống trà, mọi người tụ họp ở đây nè, ngồi chơi nè. Mình để thấy chủ nhà chọn màu sơn khá là đẹp. Cách phối màu, các màu sơn giữa các phòng nhìn nó rất là có gu, rất hợp với nhau. Đây chắc là phòng tắm master. Mình đoán vậy là vì phòng này có bồn tắm nằm luôn rồi các bạn. Khác với mấy cái phòng ở trước là chỉ có tắm đứng thôi, hiện này có bồn tắm nằm đây. Đấy. Tắm nằm này để lúc nào mệt mỏi quá vô thư giãn ngồi ngâm mình trong nước nóng sẽ kiểu như lưu thông mạch máu này nọ. Rất tốt sức khỏe. Ở nước ngoài thì người ta tắm bồn tắm nằm nhiều. Chứ ở Việt Nam mình thì mình thấy cũng ít nhà chuộng kiểu tắm nằm này. Thôi tùy quan điểm, ý thích nhu cầu mỗi người thôi. Tắm nằm thì đúng là nó có bị một cái nhược điểm là cũng khá là hao nước thật. Mỗi lần phải xả đầy bồn. Này, mình rất thích cái màu trong phòng này, nó có một cái gì đó nó trầm, nó ấm. Phòng đã được trang bị bộ ra giường rất là đẹp, tủ kệ đầy đủ luôn ha. Phòng này chắc là có vẻ như là trang bị đầy đủ nhất trong các phòng nãy giờ. Nhìn chung thì bố cục nó cũng xem na ná nhau thôi. Các bộ giường, bộ tủ, quần áo và bộ bàn nhìn na ná nhau. Màu này không biết gọi là màu gì nhé. Mình tạm gọi là màu cà phê sữa đi. Mình thích uống cà phê lắm. Tạm gọi màu cà phê sữa. Hiện tại mình đã lên tới tầng 4 rồi các bạn. Tầng 4. Theo mình nghiên cứu trong mặt bằng công năng của công ty thì phòng này là dùng để làm phòng giải trí thôi các bạn. Chắc là chưa trang bị dàn karaoke các kiểu thôi. Sắp tới là sẽ lắp vô là có thể ca hát ở đây. Ở trên tầng này mà hát thì thôi khỏi sợ làm phiền hàng xóm. Khỏi làm sợ làm phiền ai hết. Rồi, bước ra ban công rất là mát luôn. Đó, các bạn nghe tiếng gió thổi lồng lộng không? Ồ. Mát rồi. Ban công ngoài này là bốn mặt thông thoáng, ba mặt chứ, ba mặt thông thoáng. Đứng từ trên cao nhìn cái view thành phố rất là thích các bạn, mình thích đứng ở những tòa nhà vị trí cao cao để nhìn ngó xung quanh lắm. Trời lúc này hơi nhiều mây, không có nắng. Rồi mình đi vô, mình đi lên tiếp. Hình như là lên tới đây là tầng tầng thượng rồi đó, gần gần như là mình chuẩn bị lên tầng cao nhất của tòa nhà rồi. Thật sự là quay tới thời điểm này là bước chân đã bắt đầu rã rời, khá là đuối các bạn. Đây
Ở đây mình có thể thấy được cái giếng trời ha. Tới tầng này là nó giống như là tầng gần cao nhất rồi, nên thấy được ánh sáng từ trên chiếu xuống. Tầng này thì theo mình xem trong sơ đồ mặt bằng thì đây sẽ là phòng thờ. Rồi có thể thấy là ngay giữa phòng thờ có một cái phản rất là lớn các bạn. Đây, đây là không gian bao quát của phòng thờ. Ở phòng thờ này thì được có một ưu điểm là nó ở tầng cao nhất nên nhiều ánh sáng nhất. Đây, ở đây có một cái giếng trời này, các bạn thấy không? Đó, chiếu xuống sáng trưng. Hồi nãy mình đi mấy tầng dưới thì cầu thang tối thui à, còn lên đây sáng gì luôn á. Tới đây chắc tầng cao nhất của thang máy rồi, có thể tới được. Rồi mình đi ra ngoài thôi. Bên ngoài sẽ là sân thượng ha. Đó. Wow, giờ mình đã lên tới sân thượng hả các bạn? Sân thượng phải nói rất là đẹp luôn. Có cái view nhìn cảnh toàn thành phố nè. Còn có cây treo rất là thơ mộng nữa. Đây. Đây mình tiến ra phía này. Đó. Mình đang đứng ở chắc ở đâu đó trên tầm 6 tầm 7 gì đó, tầng 6 tầng 7 gì đó. Ở xa xa thấy tòa nhà Landmark 81 không các bạn, không biết có kính camera thu hình tới không. Ở bên mé bên này thì chết bên phải một chút là tòa nhà Bitexco. Đúng là có cái nhà cao có một cái view nhìn rất là thú vị. Còn một tầng ở trên nữa là đựng bồn nước à. Đấy. Thôi nè, lỡ lên tới đây rồi thì lên nốt cái tầng trên này luôn đi. Wow, nhà hai bồn nước. Trời lấy sáng hả các bạn. Nhà phố rất là đẹp. Giờ mình vừa dẫn các bạn đi tham quan một cái ngôi nhà phố khá là đẹp tại quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu các bạn thấy hay có thể nhấn like và đăng ký kênh để có thể được nhận được những thông báo mới nhất về những cái video thiết kế và xây dựng nhà đẹp của Louis. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.